ngư dân Việt Nam, Campuchia xô xát một người bị thiệt mạng. Các quan chức Campuchia cho biết là một người đàn ông đã bị thiệt mạng sau khi nhóm ngư dân từ tỉnh Campuchia đụng độ với ngư dân Việt Nam trên biển đầu tuần này. Theo tỉnh trưởng Khoi Khun Wo, vào khoảng 8 giờ tối theo giờ địa phương hôm 27 tháng 7, một đội cảnh vệ khoảng 30 tàu đánh cá từ xã Toei Kho thuộc thành phố Campuchia bao vây hai thuyền của Việt Nam ở ngoài khơi bờ biển nước này. Ngay sau đó, các tàu đã có xung đột kéo theo sự xuất hiện của chiếc tàu Việt Nam thứ ba hỗ trợ cho hai tàu đã bị bao vây, dẫn đến cái chết của ông Ayub, 42 tuổi. Ông Kuno nói, đó là một tai nạn và chúng tôi lấy làm tiếc khi có người chết. Nếu ngư dân Khmer thấy người Việt Nam đi vào Campuchia và báo cho cơ quan chức năng, thì điều đáng tiếc này có lẽ đã không xảy ra. Ông Kuno cho biết, hai nước có một thỏa thuận chia sẻ các vùng biển giữa Campuchia và đảo Phú Quốc của Việt Nam nằm khoảng 12 km ngoài khơi và tình huống này xảy ra sau khi hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm lãnh hải. Tuy nhiên, một nhân chứng cho biết là đây không phải là một tai nạn mà nạn nhân bị sát hại bởi một thuyền viên người Việt sau khi hai bên căng thẳng vì đánh bắt trái phép. Ông Nos Yuuk là chủ nhân của một thuyền đánh cá nhỏ cho biết ông và ông Yuuk đang phải đối mặt với khoảng 5 tàu đánh cá của Việt Nam và bị đâm khiến cho ông Yuuk rơi xuống biển. Ông Yuuk nói, người ngư dân Việt Nam đã cố đâm vào thuyền của ông, ngăn cản ông giúp đỡ người bạn, mà sau đó đã bị bắt, đánh đập và đâm chết bởi một thuyền viên Việt. Cảnh sát trưởng tỉnh Campuchia Plang Phurin cho biết, ông đã kiểm tra cơ thể và thấy không có dấu hiệu của chấn thương. Ông Phurin nói, điều này không đúng, không ai đánh ông ấy đến chết. Ông ấy tự rơi xuống nước và chết đuối, và không ai có thể giúp ông ta bởi vì trời đã quá tối. Ông Du Ước nói, căng thẳng gần đây đã gia tăng khi các ngư dân Việt Nam thường xuyên ra vào vùng biển gần Campuchia để đánh bắt cá bất hợp pháp. Ông Du Ước cũng cho rằng ngư dân Việt Nam đã hối lộ các nhà chức trách Campuchia để sử dụng các phương tiện đánh bắt bất hợp pháp, chẳng hạn như lưới rà. Hiện Bộ Quốc phòng Campuchia chưa đưa ra bình luận nào. Đại diện của Đại sứ quán Việt Nam cũng từ chối trả lời các câu hỏi.